hay là gì, hay là một cụm từ viết tắt được khán độc giả yêu thích nhất cho cái kết của một bộ phim, câu chuyện mà nhất là ngôn tình, vậy hay là gì? Hay là viết tắt của cụm từ happy ending có nghĩa là những kết thúc đẹp, một kết thúc có hậu và hạnh phúc trong một bộ phim ngôn tình hoặc câu chuyện ngôn tình? Hay là viết tắt của cụm từ happy ending có nghĩa là những kết thúc đẹp, một kết thúc có hậu và hạnh phúc trong một bộ phim ngôn tình hoặc câu chuyện ngôn tình? Happy ending, nghe đến cụm từ này thì chắc hẳn nhiều bạn đã biết, thậm chí hiểu rõ ý nghĩa của nó thông qua các bộ phim, truyện nước ngoài hay thậm chí cả Việt Nam bây giờ cũng có sử dụng. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn đạt những kết quả trong câu chuyện, bộ phim mà được mọi người mong muốn, đa phần là theo xu hướng, người tốt thì gặp may mắn, gặp được thành quả mình mong muốn, còn kẻ xấu, người gian á thì sẽ gặp kết cục bi thảm, ác hẳn sẽ phải nhận lấy quả báo. Dễ mong muốn được trải qua những cung bậc cảm xúc trong câu chuyện, bộ phim, khán độc giả thường đặt kỳ vọng vào một kết thúc viên mãn, hạnh phúc cho các nhân vật mình yêu thích. Cách kết thúc này cũng giúp cho phim, truyện có được sự đón nhận và yêu thích từ đông đảo khán giả. Vì đây chính là cái kết mà đa số khán giả đều mong chờ. Họ dành tình cảm cho phim, dõi theo những diễn biến, tình huống trong phim, đồng cảm với từng nhân vật.